Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Ở video trước, nhóm review đã giới thiệu đến các bạn module RFID RC522, cách kết nối với Arduino Uno và code demo. Hôm nay thì nhóm review sẽ giới thiệu đến các bạn một ứng dụng cụ thể của module này. Đó là chúng ta sẽ sử dụng module này để điều khiển động cơ servo. Các bạn có thể lắp động cơ servo vào chốt cửa để đóng mở cửa. Sau đây thì mình sẽ demo sản phẩm cho các bạn xem. Tiến hành cấp nguồn. Đây là một thẻ mình đã mã hóa. Đây, các bạn có thể thấy, sau khi quẹt thẻ thì động cơ servo quay về góc này, đèn này sáng. Đấy, sau 10 giây thì đèn tắt và động cơ servo sẽ trở về vị trí ban đầu. Đây, mình có thể thử lại. Đấy. Đây, các bạn có thể thêm bao nhiêu thẻ tùy thích. Ở đây mình có một thẻ nữa. Đây. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu cụ thể đến các bạn đoạn code để điều khiển được servo như vừa rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ vẫn sử dụng thư viện SPI, thư viện của RFID RC522 và chúng ta sẽ sử dụng thêm thư viện servo. Ở đây chúng ta sẽ khai báo một servo. Đây, khai báo biến góc của servo. Đây chúng ta sẽ khai báo một chân output ở trên chân 8 dùng để điều khiển con LED. Ở đây là chân servo của chúng ta thì chúng ta sẽ cấu hình servo của chúng ta trên chân 9. Tiếp theo, ở đây chúng ta có đoạn mã để đọc mã từ thẻ RFID về. Đây, thì toàn bộ cái mã đọc từ RFID của chúng ta về sẽ được gán vào đây. Thì sau khi đến đây thì các bạn sẽ thấy ở đây mình có hai chuỗi. Thì hai cái chuỗi này chính là hai cái mã thẻ mà lúc trước mình đã demo cho các bạn. Thì để lấy được cái mã thẻ này thì các bạn có thể cắm Arduino lên. Các bạn cắm Arduino lên, sau đấy các bạn bật monitor. Thì các bạn sẽ thấy khi các bạn dơ một thẻ vào. Đây, ở đây các bạn sẽ thấy khi các bạn dơ một thẻ vào. Đây thì module chúng ta sẽ đọc ra cái mã thẻ này. Các bạn chỉ việc copy cái mã này từ đây và paste vào chuỗi này. Đây, ở đây các bạn có thể thêm nhiều cái cấu trúc như này. Ở đây mình giải thích là if này. Đấy, kiểm tra nếu cái đoạn mã này bằng với cái chuỗi này. Đấy, thì thực hiện cái đoạn chương trình này. Ở đây chúng ta có một dấu là hoặc, đúng không? Thì chỉ cần thỏa mãn hoặc là bằng mã này hoặc bằng đoạn mã này thì đây các bạn có thể hoặc thêm. Các bạn có thể hoặc thêm mã vào đây, copy toàn bộ đoạn này. Đây. Các bạn thêm vào đây và thêm một chuỗi mã thẻ mới của mình vào đây. Đấy, thì các bạn có thể thêm bao nhiêu thẻ tùy thích. Đấy. Thì nếu như thỏa mãn điều kiện này thì module chúng ta sẽ thực hiện các việc như sau. Bật LED ở chân 8 lên. Đấy, như các bạn có thể thấy là mình dơ thẻ vào thì sẽ không quay lên và đồng thời LED trên chân 8 cũng sẽ sáng lên. Sau đấy nó sẽ điều khiển cho servo quay từ góc 0 lên góc 180 độ. Đây các bạn có thể thấy. Đấy. Sau đấy chúng ta sẽ tiến hành delay ở đây. Các bạn muốn là dù như thế này các bạn có thể thấy là servo mình quay lên góc 180 độ xong nó dừng ở đấy và sau một khoảng thời gian thì nó mới quay trở về góc cũ để đóng cửa lại. Đấy, thì các bạn có thể tùy chỉnh khoảng thời gian này cho hợp lý. Đây, thì sau khi delay xong dừng 5 giây để chúng ta mở cửa ra thì ở đây chúng ta sẽ lại cho servo quay về góc từ 180 độ về góc 0 độ để đóng cửa lại. Đấy. Còn nếu như mà không đúng thì không làm gì cả. Thì ở đây các bạn chú ý cách kết nối cho mình thì cách kết nối với module RFID RC522 thì như ở video trước mình đã hướng dẫn. Còn ở đây chúng ta có thêm servo thì servo chúng ta chân data của servo các bạn sẽ cắm vào chân số 6. Đấy. Thì ở đây các bạn lưu ý cho mình một cái nữa là do servo là một loại động cơ cho nên các bạn sẽ không sử dụng lấy nguồn qua Arduino, tức là lấy nguồn từ Arduino ra để nuôi servo. Các bạn tốt nhất các bạn nên cấp nguồn ngoài cho servo và chúng ta chỉ cần kéo giữa nguồn ngoài đến chung đất với nguồn cấp cho Arduino.
Còn chúng ta sẽ chỉ lấy chân data từ Arduino để điều khiển thôi, còn các bạn không nên lấy nguồn từ Arduino ra để nuôi xe vô. Video giới thiệu về module RFID RC522 ứng dụng để điều khiển xe vô của nhóm review đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý theo dõi các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.